The one person, or three person. So each one is the three, right? The same? No. It's three. Three. Put your face mask or selfie with that. Face mask. For the seafood platter. You get your veggies with them. Là người ta bỏ hộp các bạn ở trong phải bỏ dĩa nhìn đẹp nữa, tại vì cái này ăn xong là dục lần luôn, tại vì Covid. Đây sách bò bên Mỹ, bên Mỹ vẫn ăn sách bò đầy đủ nha các bạn. Trời, kêu Coca nó uống. Thôi, xong bạn gấp cái này lên, xong bạn bỏ vô trong cái này. Ở bên Mỹ ăn mùa Covid là bạn ăn gì các bạn? Hay. I order there's no show dancing. No show right now. It's Covid. What is Covid? This is Covid. And the Covid. Short rib. I sell it. Hey, what is the fish? Selfish. Self. Ok các bạn, thì hiện tại là mình đang đứng ở trước gọi là tiệm bánh mì, gọi là mì Mỹ Tho ở tại Mỹ nha các bạn. Vẫn là đang tại California, tại Los Angeles. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi ăn gọi là cái nhà hàng, gọi là không phải Việt Nam nữa. Các bạn cứ kêu đi qua Mỹ ăn nhà hàng Việt Nam hoài à, nên hôm nay không ăn nhà hàng Việt Nam nữa, mà sẽ đi ăn nhà hàng khác, ăn nhà hàng gì theo chân mình. Thì trước khi đi đó thì mình sẽ ăn ổ bánh mì Mỹ Tho thử ở tại Mỹ, bánh mì Việt Nam á, thử là như thế nào, có ngon không, so với ở Việt Nam như thế nào. Lại hôm nay mình có công chuyện nữa, mình đi lên trên trên này để mình mở tài khoản ngân hàng các bạn. Mình sẽ mở tài khoản ngân hàng để mình làm cái công việc là gọi là mua xe. Các bạn hay nói là ủa kho là nó mua xe xong rồi, tại sao giờ nó vẫn chưa thấy đi xe, đây đi xe mình là vẫn là xe của thằng Minh. Nên bây giờ mình sẽ lên đây mở tài khoản ngân hàng tại Mỹ, và sau đó mình sẽ làm một số thủ tục giấy tờ khá là phức tạp, tại vì mình không phải là người dân gọi là bản xứ, gọi là có quốc tịch ở tại Mỹ, nên mua xe cũng khá là khó. Thì mình sẽ review cho bạn sau cái video sau là mua xe tại Mỹ như thế nào, giấy tờ còn lại cái gì. Nhưng mà các bạn nhớ đón xem, bây giờ nắng quá trời, cu kia nó mua bánh mì xong rồi mình vô mình review, giờ chua xe cái cho nó mát. Mình có thằng em đi ra mua bánh mì giờ xếp hàng chờ, chút nữa mình quay mình review xong nha các bạn. Đang đứng ngoài nó bánh mì tại Mỹ không, mình đứng xếp hàng đông đen, giờ hiện tại là 2 giờ chiều xếp hàng vậy các bạn. Đó, thấy các bạn comment zoom zoom lên thấy đang xếp hàng không? Ủa Việt Nam mình không hay là sao ta? Có người đứng ngồi được không? Người đứng ngồi vẫn mua ăn các bạn. Trời ơi, để từ từ review nha, nóng quá. Ok các bạn, thì nói chung là đã có em ngồi sau là bạn của mình đó, say hello cái đó. Thì là bữa nay là đi đông vui các bạn, là mới em nó vô xếp hàng nắng nôi để mua bánh mì để review cho bạn coi thôi. Bánh mì Mỹ Tho ở tại Mỹ này là có gì ngon mà để xếp hàng đông vậy, nó ngon á em, ngon đó. Mình nó cũng tư vấn ngon, em ở sau cũng tư vấn ngon, đứng xếp hàng đây. Giờ mua ba ổ thì mình sẽ review cho bạn coi thử là bánh mì ở tại Mỹ rồi sao ở Sài Gòn thì sao nha. Ủa cái này ổ này của anh, ổ này của anh, em biết ổ này của anh không? Ổ anh đặc biệt đúng không? Đặc biệt là nó thuộc cái cộng hòa xanh à, đây. Nhưng mà anh mượn ổ để anh review thử được không? Ok, bây giờ review đại trước ổ này đi. Rồi đây là ổ mấy đồng em, ổ đặc biệt mấy đồng. Đây là cái ổ gọi là mình không biết ổ gì hết, nhưng mà ở trong là có nè các bạn, chả nha, một đống luôn, thịt nữa, chắc ổ này đặc biệt đó em. Ớt, chả, thịt, đây, thì bị bạn coi, đó. Ba bốn miếng chả bự nè, ở dưới đó nè. Đó là vậy. Mình đang lái nên mình phải tự review cho bạn coi nè. 4-5 miếng chả dưới này nữa nè, đó. Rồi có đồ chua luôn, có đồ chua nè nha. Có ớt nè, dưa leo. Nhìn rất lượng á. Ổ dài lắm bạn. Ở bên Mỹ bán ổ dài lắm ta. Dài lắm em. Đó. Chất lượng á, chất lượng. Rồi, thì mình review cho bạn coi lên. Ở đây có nhiều loại lắm, là bánh mì chả nè, bánh mì thịt nướng nè. Đặc biệt. Bánh mì đặc biệt, bánh mì nem nướng. Nem nướng, ở đây nó có chà bông không em? Nãy em vô có thấy chà bông không? À. Đó. Rồi. Đây là mấy ổ của mấy em đó. Đó, mấy em ăn. Nè. Này của em, anh biết ổ này của em không? Này của mình hả? Dạ. À, của mình để đây. Để đây, nhưng mình đang lái xe. Bây giờ mình đi qua bên ngân hàng. Rồi mình gì quên không? Mình mở tài khoản ngân hàng rồi mình mới làm giấy tờ mua xe được, chứ mấy mình là dễ muốn mua là mua đâu. Đó, nhìn đã không? Ổ này như 4 đồng mà chính là
khoảng gần chưa được 90 ngàn, ổ mì 90 ngàn. Mấy bạn hay nói là mình không à, có bụng không? Người ta nói là sao kho qua Mỹ rồi nó ăn cái gì nó cũng tính là tiền Việt Nam hết. Thì nói cho bạn biết luôn á, là cái video mình làm á thì rất là nhiều người Việt Nam á tại Việt Nam coi. Thì nhiều người người ta muốn biết là à, cái vật chất giá trị đồ ăn thực phẩm là ở tại Mỹ là bao nhiêu tiền các bạn. Tại có nhiều bạn cũng muốn đi du học, rồi có những người cũng muốn qua Mỹ này nọ đi du lịch rồi thì không biết là chi phí thì mang theo là bao nhiêu là đủ. Đúng không anh? Dạng vậy phải quy ra được tiền Việt là bao nhiêu các bạn, chứ không phải là mình qua đây mình xài tiền đô rồi mình vẫn cứ quy ra tiền Việt. Bạn xem video nhiều bạn thấy cho dù đi nước nào cũng vậy, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc thì phải quy ra tiền Việt các bạn. Tại người Việt xem mà các bạn thì họ phải biết là tiền Việt làm ổ thì nó bao nhiêu tiền, tốn bò nó bao nhiêu tiền thì người ta mới biết là đi du lịch hay đi du học người ta chuẩn bị sẵn cho con cái, chuẩn bị để dành tiền nó đi đó bạn. Thì hướng tới rất là nhiều đối tượng coi mà đa số là người Việt thì mình phải tính ra tiền Việt, chứ không phải là mình cứ tính là tốn bò nó mắc quá, ổ mì nó mắc quá không. Đó là như vậy. Giờ ăn ổ mì thôi đói quá trời, hai ba đứa đi mà tới gần 3 giờ luôn giờ mới ăn được ổ mì nè. Ngon, ngon rụm à, ngon bạn. Thịt nướng, thịt heo nướng lên thơm phức à, vừa ăn có chả lụa với đồ đầy đủ luôn, nhìn đã không? Ăn ổn rồi xong luôn đó, mình làm mình ngân hàng xong rồi mình sẽ đi ăn gọi là đi ăn lẩu hay đi lao ở tại Mỹ rồi nó có khác gì so với Việt Nam nha bạn. Bây giờ không ăn đồ Việt Nam nữa mà ăn lẩu hay đi lao là của gì? Hay lao của ai ta? Trung Quốc đúng không? À, ngon á, quá trời thịt chả luôn. Y như ổ mì mà ở Sài Gòn á, cái tiệm gì mình review á. Ra Mỹ vẫn có ổ mì Việt Nam nó ăn trời ngon. Bữa nay mình đi đông lắm bạn, ngon không có sợ. Cái gì nạn bị quýnh rồi phân biệt chúng tộc, nên mình đi đông á, tim mình hùng hậu mà toàn là tuyển Nam không à. Nên sau này mình đi qua cái bang khác này nọ, bạn nào muốn đi join vô team nhớ liên hệ mình. Thấy đường phố không? Đây là cái khu chỗ người Hoa. Khu này gọi là khu những khu xương tạ, xương thương xá à. Thì rồi, tại là mình đang đến chỗ khu thương xá này cũng là của bên Chinatown các bạn. Chỗ khu này là người Trung Quốc là đông các bạn. Các bản hiệu ra ở đây còn là chữ tiếng Trung không à. Một vòng bạn coi luôn nè, sau lưng nữa nè. Đó, rất là nhiều đồ ăn và uống bản hiệu là tiếng Trung hết. Thì mình sẽ vô đây mình làm chút giấy tờ xong mình sẽ dẫn các bạn đi qua ăn hay đi lao là của người Trung Quốc luôn. Thì bây giờ người Việt không mà bây giờ mình sẽ qua Chinatown rồi review cho bạn coi là đồ ăn Trung Quốc ở bên đây cuộc sống thế nào. Đó, ok, giờ đi theo chúng mình. Ok, giờ mình vô mình làm giấy tờ cái đã xong mình ra đi tiếp chứ không theo chúng mình nữa nha. Ok. Ok các bạn, thì hiện tại là mình đang đứng trong một cái mall rất là to. Không biết là cái mall này tên gì vậy? Mall là gì? Westfield. À Westfield, mình đang ở trong cái mall Westfield rất là to ở vùng này các bạn. Nó to đi xe ô tô nguyên cái dòng khu này luôn. Chúng ta sẽ vô đây ăn hay đi lao. Vô lao ở trong hay lao bên Mỹ khác gì lao bên Việt Nam mình nha. Bà mẹ nó nắng nó cho. Rồi ok, theo chân mình vô. Are you guys together? Yeah. No, just three of them. Oh, okay. So first step is to order your own soup, okay? So you can choose any, like 7 or 8 from this one. What do you recommend? I recommend just the pho pong if you don't like spicy. Okay.
And then spicy pork, if you like a little bit spicy, but not too much, okay? I like it now. A spicy? Hot. One spicy. Đây mình sẽ ăn. Spicy one. Okay, thank you very much. Đây mình sẽ review cho bạn coi nữa là ăn hai đi lao ở tại Mỹ khác gì ở Trung Quốc ở bên Việt Nam không các bạn? Yes, yes, thank you. It's green tea. It's green. Yeah, that's different. Thank you. Đây là nước miễn phí nha các bạn. Yeah. Thank you very much. Yeah, thank you very much. Đây là nước miễn phí. Đây. Ăn đi live ở tại Mỹ thì bạn sẽ có cái iPad thì bạn sẽ lựa món. Là giống như ở Việt Nam cũng có cái iPad để lựa món. Chúng ta sẽ có là làm mì là hết 4 đồng. Là tầm mấy 90 đúng không? Rồi chúng ta có cái giác bò nè, 17 đồng, 11 đồng. Đó. Bạn ăn cái nào bạn sẽ ép vô nha. Ví dụ bạn ăn cái xác bò bạn ép vô nè, là nó 17 đồng. Bạn thấy không? Hoặc là bạn muốn ăn cái này là ép vô là 7 đồng, là 7 đồng 9. Hoặc là bạn muốn làm mì nè, nó ép vô là 4 đồng. Đó. 13 đồng. Đây, mì. Chúng ta sẽ có chicken nè, bò nè, Wagyu A5 nè các bạn thấy không? Bạn ép vô là 69 đồng. Ví dụ như vậy, bạn sẽ có cái bò này là bò beef thì rớp gì nè, 13 đồng nè. Đó, USA nè, đó, ăn cái bánh vô. Nhiều loại lắm bạn, New Zealand, Kobe beef, Billy là cái bụng. Đó, rất là nhiều loại bò. Này là set hải sản, seafood. Chúng ta sẽ có này là mực, baby squid là mực. You can put the cell phone at the mask inside. Wow. Yes. Ah. You can put your face mask or cell phone inside. Face mask. Okay, thank you. Cái là bỏ cái khẩu trang vô đây. Cái là vô đây ăn rồi á thì bạn sẽ bỏ cái khẩu trang vô cái vật này. Đây là review chi tiết bạn coi ăn hay là bên Mỹ em thấy không? Tôi chưa ăn hay là bên Mỹ lần này hết tôi không biết gì đâu. Mấy đứa ăn chưa? Em ăn chưa? Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục. Đây chúng ta sẽ có là tôm, bếp, này có nhiều loại các bạn. Đó, đọc đây, cái gì tôm đúng không anh? Cheese, rim, bone, 5 đồng, 5 đồng, thái, su gì đây, mấy đồng nè, spam là gì em? Em hả? Em thịt nguội. Thịt nguội, đây nè. Only have one pork bone soup. Yes. Ok, đây có 4-5 đồng luôn. One pork for one hour. Okay. Thank you. Tưởng đồ của mình lớn rồi chứ. Ủa sao có cái vậy? Ai đòi tiếp hả? Ủa nãy anh đòi rồi, anh đòi cái spicy rồi. Em tưởng là chung mọi người là một cái nồi. Mỗi người một cái nồi riêng. Đó. Ủa, vậy hả? Tao ở đòi chỗ nào? Đâu có nấu đó các bạn. Nói chung là ở đây mình không biết là ăn chung hay ăn riêng gì á. Là cái nồi nước riêng đây các bạn, có nghĩa là nồi nước là mỗi cái nồi vậy là tính tiền riêng, gồm có là classic spicy là 7 đồng, nước là riêng 7 đồng nha, này 5 đồng, mushroom gì nè 4 đồng 9, 5 đồng nước heo 5 đồng, nước heo 10 đồng, tôm zoom là 5 đồng, spicy box sub bay là 4 đồng. Em ăn cái gì? Ăn tôm chum hả? Tôm chum mì. Em ăn cái gì? Đấy hả? Hôm nay hả? Rồi mình ăn cái này rồi. Rồi thêm hai cái này nữa. Hồi nãy giờ mấy kia anh chọn là luôn rồi đúng không? Tổng nè, là 10 đồng nè. Confirm. Tắt hả? Rồi. Rồi tiếp tục nãy nè, anh order được 200 đô gì này, cái này phải không? Đây là mình đang chỉ cho bạn coi là sẽ order là như vậy á. Đó là mình đang chọn hàng cho chúng mình để cho mọi đứa đây nó ăn gì nó chọn, chứ không phải là mình chọn một cái đống này đâu mà. Đó. Thì để mình review cho hết cái menu này cho bạn coi. Hồi nãy tới chỗ này rồi đúng không? Đây menu này tiếp tục là bên Mỹ nè. Chúng ta sẽ có đậu phụ là 5 đồng, 6 đồng. Và gì nút đồ 6 đồng, 7 đồng, cô nắc. Đó. Gì nữa nè, rice cake là cái bánh này bánh gạo Hàn Quốc nè, đúng không?
rồi tofu skin rồi udon rồi tết winter melon rồi nhiều quá. Này có măng luôn nè, tùm lum mạng nấm, rau spinach nè, đó các loại rau nè các bạn. À, đó loại súp, trời ơi menu nó nhiều quá chứ, kéo hết luôn á. Rồi đây là loại nước đó, bạn uống nước gì thì có nè bạn, 5 đồng 6 đồng. Nước này cúc thì có 2.50 đồng thôi, spy 2.50 đồng, diet cúc meal. Rồi tôi hết menu các bạn coi luôn, bia là 8 đồng, 36 đồng này nọ rồi. Này là gì, sea salt soup, nghĩa là cái nước chấm á, là mỗi người nước chấm là như là đúng không, nước chấm thịt riêng á, cái nước chấm riêng là 2 đồng một người đúng không, có 3 người là 6 đồng. Đây là các xếp, à cái này là cái xếp nè đúng không, cái xếp là kêu nè đó. À này combo đó bạn, rau này nãy cái này sẽ lợi hơn nè, cái này là mình sẽ chút nữa mình sẽ tìm hiểu, mình sẽ chọn 14 đồng, 15 đồng, 17 đồng so với chọn lẻ. Nãy chọn lẻ không là 250 đồng rồi đó, đó giờ mình sẽ gọi là bạn thấy không, mình mới chọn siêu không là 250 đồng rồi, thì mình sẽ đầu ngồi xuống ba đứa bàn tán sao mà nó hợp lý nhất. Cái rau củ quả rồi cái này để chọn kêu rau củ quả đó đó. You guys just order one, is that everybody share? We just order two more. Okay, yeah, yeah. À, rồi, ok, mình review cho bạn con menu thôi. Xong bây giờ chúng mình sẽ lựa nước này nọ. Ở đây á, đang Covid nên cái lỗ này rất là nhỏ. Ở Việt Nam á, Hadilam nó sẽ là một cái thùng bự vậy nè. Xong chia làm hai. À, đó, cái dạng lên nước nè các bạn. Nó là ở bên mình á, là sẽ làm chung. Nhưng mà hiện tại thì mỗi người riêng để an toàn nha các bạn. Yeah, yeah, me, thank you. Dạ, yeah. Đó, này của mình. Ok. À, à, có nút bấm. Đây, của mình nó có cái nút bấm rồi bạn. À, ok. Bấm nút vô như nút chìa khóa. Mình thấy không? Đó. Có nút chìa khóa lên. Rồi, chỉnh nhiệt độ. Maximum luôn đi. Là maximum luôn cho nó mau sôi. Rồi mình cũng chỉnh luôn, maximum luôn. Mình nói chung là mọi đứa một cái nồi, đang Covid nên không có ăn chung mà nhúng chung nha các bạn. Nhìn nó vô giấy, nước miếng của mình nó phun vô, rồi nước miếng của kho nó phun vô. Ok. Rồi nước miếng của thằng phun vô. Ok các bạn. À, à rồi xong. Nước là xong rồi, chúng ta sẽ order món. Đi qua đây lấy nước chấm nữa các bạn. À, bên này nước chấm là lần 2 đồng. Yes. So this is our first bar, so right now the coronavirus with the customer pickup. So if you need something, just let me know. Ah, so okay. We have cilantro, green onion, Thai chili, chili powder. Yes. Chili oil and peanuts. Yeah. This one, the satay sauce. Yeah. Okay. Satay sauce. Sesame sauce. Yes, one. Beef sauce. Yeah, yeah, beef sauce. Have a sesame oil with the garlic. Garlic. This one, the mushroom sauce and the panto sauce. Yes, okay. One shot. Yes. The green onion, cilantro. One person or three person. So each one is the same, right? Ah. The same? No. Three person. You can meet. Okay. That's it. Yes. Okay. No. Okay. No. Okay. Yes. Okay. The green onion and the cilantro. Yeah. Green onion and the cilantro. Garlic. Can. Yes. Ah, yeah. Three, yes. And this. Yeah. Okay. Cái này là mình sẽ chọn tất cả các loại luôn các bạn. Yes. And one. And chili. You want the fresh Thai chili? Yeah. One more. Okay. Ok, rồi. That's it. Ok, okay. Đây các bạn sẽ dọn nước chấm tới. Rồi đây. Yes. Oh. Oh my god. The tonto sauce, beef sauce and the satay sauce. Yeah, đây là nước sốt nó. Sesame sauce. Sesame. Not hair. Ok. Okay, no. Yeah, yes, okay. Green
cilantro, garlic, chili. Thai chili. Thai chili. Yes. Okay. Okay. It's a bowl for you to mix all this everything up. Yes. So you can try to like mix and match. Yes. Like you can put some green onion, cilantro into it and see which one you like, okay? Okay, thank you very much. Đây, cái anh nói là ba cái ly này là đóng cái nước sốt này nè, bạn mix vô ăn gì bạn mix quăng vô xong mình trộn lên. Đó là gì á. Rồi mở ra đi, mở ra giùm anh đi mình. Đây các bạn. Quá trời lội luôn. Lần đầu tiên đi qua bên gì á? Bên Mỹ thôi. Đây. Cái loại này là sa tế nè các bạn. Rồi. Tiếp theo là sẽ có một cái dầu ớt. Đó. Là cái dầu ớt. Rồi được rồi. Đó, đó dầu ớt. Ok. Đây là thêm một caramel mới các bạn. Ông Minh đang ngồi đây rồi các bạn thông cảm nha, caramel mới này là có gì sai sót thì các bạn bỏ qua. Tiếp theo là cái nước này là cái nước gì nước gì Minh? Bột tạt hả? Nước gì cũng Nhật á. Đó. Đó cái nước gì á? Sashimi. Nước sashimi gì các bạn. Chả biết nó là cái gì hết. Giờ mình sẽ cái nào hai loại thì mình sẽ thử này, mình nếm thử đi. Thử nếm thử này xíu mày. Nó dạng như đậu phộng á. Dạng như đậu phộng á các bạn. Nè, có ớt này nọ đầy đủ luôn. Rồi giờ mix vô. Rồi giờ trộn mix vô đúng không? Rồi giờ mình sẽ mix này vô một xíu. Chả biết làm sao luôn rồi. Cái nước này. Nước thịt bò. Này nước bò. Bỏ vô và sẽ trộn như này nè. Mình mix đi. Mix đi em. Đại đi. Thằng mình nó mít. Đó. Toàn là hai lúa không à. Tao đi đi qua ăn nghe đi làm quý gì đâu. Đúng không? Đang làm cho mình. Lần đầu. Lần đầu lần đầu luôn các bạn. Đây chúng mình có sẽ có là hành. Rồi. Ngò gì đó mình quăng vô. Rít. Mình ăn không? Nè, hết đi qua xin. Vậy đi. Cứ mít vậy đi. Rồi cho thêm mấy cái bịch này gọi là bịch sốt gì nữa rồi các bạn. Sốt gì ta? Này là gì ấy? Cái gì em? Mày biết là gì không? Nước tương. Nước tương hả? À này nước tương. Xì dầu. À này có xì dầu luôn các bạn. Xì dầu thì bạn xé ra. Này. À, ở vô. Này nước lên nè, lên nha. À. À. Cái này là toàn là ok ok. Yes. And Kobe beef right here for you, and try. Okay, finish. No? On. Finish. That's it for me. Okay, 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 okay. Cái này ở bên này là người ta bỏ hộp các bạn ơi, chứ không phải bỏ dĩa như đẹp nữa. Tại vì cái này ăn xong là dục lần luôn. Tại vì Covid. Giống như cái ly này mình ăn nào bình thường là bạn chén đũa bên Việt Nam, nhưng mà ở bên này á nó là cái này nè, ăn là dục luôn đúng không em? Mình sử dụng một lần. Còn những cái hộp này cũng vậy, không có bỏ như những cái dĩa. Kiểu như ăn xong là dục luôn, bạn tái chế lại nhựa để tái chế được nè. Đó là ăn dục luôn. Đây, đây thịt bò cũng vậy luôn nè. Đó. Trời ơi, mình thay là xong nước chấm cho mình. Ok các bạn, giờ thay phiên nhau nha các bạn. Giờ tao phiên mình nó quay. Để cho em pha nước. Chuyên nghiệp cứ pha thoải mái nha. Đây chúng ta sẽ có cái này là hải sản. Trời, thấy thì ăn hay đi làm bên này, thấy các bạn thấy nó khổ không? Đây. Này là cái mình gọi là combo hải sản, là gồm có là oyster nè, tôm nè, mực nè. Cái miếng này là gì ta? Cá hồi á em. Hả? Cá rồi cái hồi á. Cái miếng này là gì? Tôm viên. Tôm viên hả? À này tôm viên. Biết luôn á, thằng Minh này nó rành được nước ta. Đây thịt bò. À. Rỡ ra. Chả biết bò nào Wagyu, bò nào Kobe luôn các bạn. Nãy mình order Kobe Wagyu đầy đủ rồi các bạn. Nè, nhiều loại bò lắm. Bình thường là sẽ có cái dĩa rất là đẹp, nhưng mà bây giờ nó là gì vậy? Đó, mình đứng làm cào cào để quay cho dễ nè. Đó. Tiếp theo đây là sách bò. Này. Nó là dạng sách bò dựa trên Tây Bắc ăn á, sách bò đen. Rồi. Tiếp theo đây là bạn có gì đây? Cũng là sách bò trắng. Gì? Cái này sách bò đúng không? Ai ăn trong phở đó gọi là gì Minh? Minh nó chiên nè. Sát hả? Sáp. Nó gọi là sáp. À cái này gọi là sáp. Cái này phải hỏi mình nha các bạn. Sách. À sách. Mình nó rành lắm, nó chiên như cái này mà. Rau đâu? Rau mình đâu? À đây rau. Cái bô rau nè, cái miếng này đủ luôn. À. Rồi.
Hết chưa ta? Hết chưa em? Nó nhớ mình đã gọi cũng nhiều nhiều rồi nè. Một cái ở đây đây, ba bốn. Là nói gì đó hả? Thiệt tình luôn á. Bây giờ mình làm nước sốt xíu nè. Đây là tổng cái món mình đã làm xong là xôi này nọ. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là thưởng thức các bạn. Toàn là ăn giống như đồ hộp. Đây là nhà hàng rất là to, sang trọng mà. Các bạn thấy không? Bự đẹp. Ok, thank you. Yes. À, cái này sẽ có một cái khăn nha các bạn. Đó. Này, chúng ta sẽ có một cái khăn nó như vậy nè. Cái yếm. Rồi sẽ chồng vô đầu. Đó. Mình cũng chồng vô luôn. Đó, cột lại cho các bạn. Ngồi như na cha, cái này giống như na cha quá em. Được không? Đó, cột vô. Ớt thiệt. Nhìn nó. Có túi mà đầy đủ. Ok các bạn, nhìn có túi mà bảnh bảnh quá. Rồi. Giùm anh. Rồi. Đó, giờ chúng ta nó rất là đẹp đẽ rồi, chúng ta sẽ ngồi ăn thưởng thức cái món gọi là trong đồ nhựa, đồ hộp nha các bạn. Ở tại nhà hàng Hadilao. Ở khu, gọi là khu này, khu gì em? Acadina. Acadina, vậy khu gì ho á bạn. Nhà hàng nó to lắm. Xung quanh mình đông đen, đông đỏ nè, bạn thấy không? Cam em thấy sau lưng không? Thấy thấy đúng không? À, rất là đông. Đây là cam em mới nữa bạn. Bạn không kể nha, ok giờ ăn thôi, let's go. Đây, đây là cái nước của mình nè, ở trong này nó có tôm. Đó, cái nước này nước tôm dùm. Mình hấp thử miếng tôm dùm của mình coi. Mỗi đứa nồi ăn cho nó khỏi bị hả, virus. Thử coi. Má y như mì tôm hộp á mà. Mì tôm hộp á, chua chua cay cay cũng ngon á. Con bên Mỹ làm được cái vị cũng ngon á. Bây giờ mình sẽ bỏ con á hả, oyster. Nguyên cái combo này á, mình kêu á là đâu đó là tầm bao nhiêu tiền á, chúng mình tính tiền cho bạn coi. Nãy coi giá rồi, bỏ vô nha. Đây. Mình cũng một con tôm bỏ vô luôn, mỗi đứa một con rồi bỏ vô thôi. Mình sẽ bỏ hết từ từng con vô. Đây. Bỏ đi. Bỏ cái cục này vô. Em bỏ vô đi, cái phiên em ăn gì em bỏ vô đi. Anh bỏ của ai anh thôi. Đó. Đây. Bỏ miếng đó, họ sách đúng không mình? Rồi bỏ vô, đứa miếng sách. Nè sách này em, bỏ sách vô. Đó. Bỏ nhiều nhiều rồi đó. Đây họ bỏ vô cho mình. Mình không, mình nó tự bỏ đi. Nó còn nên nó bẫy không nó. Đây. Miếng sách bò. Đây sách màu đen nè. Ồ, đó là có họ sứ đó nè. Ủa họ sứ ăn được không? Không được hả? Đắng hả? Không biết hả? Cái bà nó bỏ vô thí đi. Nó bỏ rồi chặn được á. Nó cái miếng sách rồi, nhìn thấy miếng sách không? Nó đen đen nè, nè. Game men nó quay gần gần cho bạn coi nè, giống Tây Bắc không? Ừ. Thấy không? Đó. Đây sách bò bên Mỹ nha, bên Mỹ vẫn ăn sách bò đầy đủ nha các bạn. Hay đi lao rồi vẫn có đó, bỏ miếng cho nữa. Rồi. Vô. Rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ miếng á hả? Bò. Đông này là bò đông đá các bạn. Rất là tươi. Đây chắc là bò, mình nghĩ là bò Mỹ nè, bò này bò Kobe nè. Cái phần này Kobe, em nhớ phần này Kobe không em? Không hả, không nhớ nào Kobe á hả? Thua luôn, không nhớ nào Kobe á. Bỏ cục rau này coi. À, làm phở biết hả? Đây là cái món này để mình kêu thêm đúng không? Hay là ăn kèm, hay là combo? À, combo. Đây là combo rồi bạn, nó có cái biến sách. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ ăn thử cái miếng ở sách bò này thử sao nha. Chín chưa? Đúng hả? Nó mặn cay cay, có mùi rượu nữa mà. Nó là men rượu gì đó. Quán mang tên Hadilao cái gì hot pot nè. Cay quá trời cay luôn, mấy trời nó cay chứ. Cay quá. Thấy mẹ rồi. Ủa? Không kêu nước uống hả? Trời, kêu coca nó uống. Ôi, hi, hi, hello. I order cook. You order coke? Yeah, yeah. You ordered? You wanna order? No, 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 not yet. Oh, you ordered, but it hasn't come yet. Yeah, yeah, yeah. Oh, okay. Oh, you haven't ordered. Chu cook. Chu gì? Three coke? Chu, chu cook. Chu coke? Yeah. With ice? Ah, yeah, give me ice. Okay. Thank you. Này cay đúng không bạn? Cay kinh khủng luôn. Đây là cái đòi lẩu của mình. Phải nhờ cùng mình chịu khó chút xíu các bạn, mình sẽ ăn sau một chút. Nhờ cái này đỡ cái là ăn sau cũng không sao quá, chúng ăn trước thôi bạn. Đây. Nãy mình bỏ một cái miếng á. Thịt bò đâu bỏ cái miếng bò của tôi đâu bò trời. Trời ơi cái bò quay gu của tôi đây hả? Đây. Đây là cái miếng bò mình sau khi bỏ vô. Mình sẽ chấm với cái nước chấm này các bạn, cái này nước sốt của mình nè. Mình không biết pha sao, mình pha đại à.
Tôi á, đó thì tôi ăn gì, tôi ăn chấm nước mắm thôi. Ở đây không có nước mắm. Không có nước mắm, không có nước mắm luôn mình. Không xin nước mắm, không xin sao luôn á. Cũng ngon á, này mình pha nó là nước nó chua 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 cái gì á. Chua chua chua. Đây, bạn ăn cái gì á, bạn sẽ gắp cái gì này nha. Bạn sẽ gắp những cái cục này nè. Big boy này bạn bỏ vô trong cái này của bạn nha. Xong bạn gắp cái này lên, xong bạn bỏ vô trong cái này. Ở bên Mỹ ăn mùa Covid là bạn ăn gì á bạn? Rồi bạn bỏ rau lên như này. Đó. Rồi bỏ vô. Ví dụ như vậy. Đây. Mình review gọi là tận tình cho bạn coi luôn. Nè, cái con tôm bỏ vô. Rồi lấy gì chan đây trời. Nó có cái gì, nó cho cái này sao chan nước. Rồi sao? Cái vẻ đâu, cái môi đâu? Ủa, con cái hả? Chanh mượn nó đi. Đây các bạn, lấy cái này, mượn cái này. Chan vô. Đây là cách ăn lẩu hay đi lao cho review cho các bạn nào chưa biết ăn ở tại Mỹ nha các bạn. Mỹ nó phức tạp lắm. Đó. Rồi. Tắt bắt lửa nè. Rồi. Ở đây vẫn có cái đũa rất to chứ bộ. Đũa to đúng không bạn? Rồi. Hấp miếng nước rồi. Chứ đây mà không ăn cái muỗng nhựa này tôi khổ thiệt luôn á. Ăn miếng sách bò nữa coi. Đây. Đây cái phần. Bà này bọt có bé không? Thôi gì trời. Đây. Trụng ngon. Nó chín nhanh lắm. Trụng xíu nè. Cay không? Cay hả? Cái bên này cay quá. Đó. Đây cái bò của mình. Chấm miếng nước này vô. Rồi nó đã. Bữa giờ ăn toàn là đồ Việt Nam không à. Bữa nay mới chuyển ăn đồ Trung Quốc. Lẩu hay đi đâu. Hồi bữa ở Việt Nam á là mình chưa có review của lẩu hay đi lao cho các bạn xem. Rồi qua đây mình mới review lẫn các bạn. Rồi mình ăn thử cái con tôm này nó tươi không nha. Có tôm Mỹ sao chứ tôm tôm Việt Nam sao. Đây. Bạn cũng chấm vô với lại cái nước sốt này thôi. Sốt thần thánh $2 $40,000. Tươi. Thơm phức. Tươi quá. Ngon. Đây thêm một miếng nữa. Đây là cái con hầu. Review cho hết luôn bạn. Đây oyster tại Mỹ. Bạn biết không, cái con oyster này á, mình đi học tiếng Anh á, bà cô bé nói là nó là dạng phổ biến nhất ở tại California hải sản các bạn. Hồi oyster này các bạn, mình ăn thử nha. Khá rất là nhiều ở tại California. Béo. Nóng quá. Nóng quá nóng luôn. Nãy mình order làm mì nữa mà. Nãy mình order làm mì nữa bạn. Ngồi review bạn hơi sơ xíu làm mì nữa. Hay. Ai order. No. There's no show dancing. No show right now. It's COVID. Well, COVID. Okay, yeah. Okay, good. No contact, you know. Yeah, okay, okay. Danger. What is Kobe? This is Kobe. Ah, the Kobe. Short rib. Short rib. Yeah. American. Australia. American. Yeah. Good. Thank you very much. No problem. Yeah. Đây là Coca đó bạn. Uống miếng rồi khát nước quá. Đó. Ăn gì ăn phải có Coca các bạn. Thì biết rồi đó nha, cái này là của American. Còn cái kia là của Kobe nó trắng hơn. Nãy mình cũng đón nghi nghi rồi, nãy cũng nghi nghi á. Cái này là của Kobe, nãy mang Kobe đi. Đó là Kobe các bạn. Đây màu trắng này là của Kobe nha. Còn cái này là của American. Sub rib là cái lược sườn á, cái lườn á, cái sườn các bạn. Nói chung là mình bữa giờ là mình cũng đi học tiếng Anh đường tuần rồi các bạn. Bữa nay học rồi, qua đây ngồi ăn tâm sự với bạn là cũng đi học tiếng Anh đường tuần rồi, nãy giờ giao tiếp cũng hỏi sơ sơ ù gạt gạt các bạn. Chỉ có đi vô ngân hàng là người ta nói nhiều không hiểu. Ở đây đông lắm bạn. Giờ này bạn thấy xung quanh đi ra vô đông lắm.
đặt bàn gọi là trên online cũng không được luôn á. Thì bữa giờ bạn hỏi mình học tiếng Anh sao, học thế nào, học gọi là giáo trình học sao này nọ, thì nó dài rộng bạn, mình không ngồi ăn không tâm sự hết được. Bạn hẹn cái video lần sau đi, bây giờ tập trung ăn uống cho quay xong rồi cho Minh nó ngồi nó ăn nữa. Thì mình order là để làm mì nè, thì đen xin mì các bạn $3 nè đó, đen xin phải là đen xin nó không chịu làm gì luôn các bạn. Ở bên Việt Nam á các bạn biết không, nó sẽ yếu vậy các bạn, nó làm gì nè. Còn bên này là nó không có làm, nó kêu là đang Covid không có làm các bạn. Trời ơi, nói chung là đang Covid là bạn sẽ coi được cái góc nhìn khác là khi ăn lẩu mùa Covid ở tại Mỹ như thế nào, nó có khác ở Việt Nam không? Thấy không các bạn, rất là hay, khác biệt. Mà không như cái review bạn coi mấy này hay không? Cái review chưa đúng không? Đó, lần đầu tiên mình review luôn á. Giờ review cho bạn coi cái cục này là gì nè, nãy giờ hả quên review cho bạn coi. Đây, chấm miếng vô hả, chấm miếng vô cái này. Rồi, thử nha. Ở trong nó có sữa, kem kem ngọt ngọt nè. Này gọi là trứng tôm á ha. Mình nó kêu trứng tôm, bạn ăn vô trong sữa trong ngọt ngọt à. Ở Việt Nam nó có cái cục gọi là cục cá hồi, bạn cắn vào xong trong là nó có trứng cá hồi, cái này thì nó là trứng tôm hay trứng gì á, nó sốt với kem gì bạn, ngọt. Nãy bạn vui vui vẻ chứ, nó cục có cá nha bạn, đây là cá nè. Này là mình không biết cá gì. Cái gì em? Ở bên Việt Nam chắc là cá lóc, cá ba sa, còn bên Mỹ chắc cá chả biết cá gì luôn á. Nè, cái miếng cá nè, mình phải hỏi anh kia biết cá này cá gì không. Salami hả? Salami hả? Salmon là cá hồi, đây phải cá hồi đâu. Salami hả? Được bạn, cục này ngon á. Cục này ngon không bạn? Ngon, cục này ngon các bạn. Ngon. Ngọt 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 như biển á. Hay đó, what is the fish? Soulfish. Soulfish. Soulfish, yeah. Soulfish. Okay, okay, thank you very much. Anh cái là giống cái bữa ăn nhà hàng của mình, soulfish. À, catfish là soulfish là cái gì? Bây giờ tôi gọi soulfish là cái gì mình vô luôn á. À, ok. Rồi, đúng tính tiền luôn như em. Hay quá trời. Ngon lắm, video sau á mình sẽ review cho bạn coi là nói bạn biết là thử là mua xe ở tại Mỹ giấy tờ cái kiểu như khê á bạn, nó rất là phức tạp. Mình sẽ dành thêm cái video mà gọi là chắc cuối tháng này mình mới làm được cho bạn coi cái video là mua xe ở tại Mỹ, tiền bạc ở Việt Nam qua mua làm sao, du học sinh mà ngắn hạn như mình là có 1 năm mua làm sao các bạn. Đó, thì bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi các bạn. Giờ mình ăn xong tính tiền hưởng nhiêu tiền rồi kết thúc video. Ok, thì sau khi ăn xong tôi sẽ coi thử hóa đơn mình ăn là hết nhiêu tiền nha. Tổng mình ăn là hết 125 đồng, bao gồm là có là tiền mình ăn tổng cộng là 131 đồng. Thuế có thuế đúng không, thuế là 10.2% là 11 đồng. Tổng mình ăn cũng 125 đồng, là chưa có tiếp, là tiếp là bạn tự tiếp. Thì đây là cái menu mình ăn là nãy giờ nè, các bạn coi nè. Em quay gần xíu cho coi cái ấy nè. Đây, nãy mình gọi là gồm có là cái gì, pork bun, ủa mình có kêu hả? Vlas, cái gì, chipotle, hot layer, dancing noodle, láo ghê luôn. Dancing đâu, nó có dancing đâu mà hết 4 đồng của mình, 100 ngàn, nó láo thiệt luôn á. Kobe beef 17 đồng, cook nè, hai là hai chai, đúng không? Sauce ba là ba đứa ăn hết 50 mấy đồng, tiền nước chấm là dẹt, nước chấm dở lắm bạn. Double combo 38 đồng đó. Ok, thì hết 125 đồng. Thì nhà hàng này sang đúng không, thì thường là bạn phải tiếp. Mình đi học cô dạy nữa bạn, mình đi học trên trường á, cô dạy mình là ở tại Mỹ là văn hóa ăn là phải tiếp, rồi ở nước khác là không có đó các bạn. Nhìn vui không bạn, giờ bây giờ ví dụ như là 125 đồng là tiếp bao nhiêu phần trăm? Thì tổng mình ăn là 125, thì mình sẽ tiếp là 20% của 125 là 25 đồng nữa là 150 các bạn. Thì mình sẽ đưa luôn 150 luôn. Đây, mình sẽ đưa là 125, 150 đồng nha các bạn. Bạn ở Mỹ là văn hóa là ăn là phải tiếp, là cô đã dạy mình rồi. Ở nhà hàng này sang thì tiếp 20%. Là tổng là mình ăn 125 là mình đưa 150. Mình sẽ kêu cô kia tới là mình sẽ đưa tiền. Giờ một đống tiền là lẻ tùm lum nè. Ở Mỹ là phải chuẩn bị tiền lẻ nhiều để đi tiếp nha các bạn.
cọc tiền lẻ luôn. Không có gì ngồi tiền lẻ á. Thôi nói chung là cảm ơn các bạn xem được phút này nha. Nếu có hai những con nhớ lại và chia sẻ nữa, mình còn kiểu tới hai hấp dẫn hơn vậy đằng sau. Vẫn còn tiếp tục nha các bạn, thì bạn nhớ đón xem video này, mình đi chung đi ăn ba đứa đông vui các bạn ăn ói ỉa luôn. No quá trời no luôn các bạn.